hôm nay bà V lại tiếp tục chơi game lấy chú cái đơ. Đó thì hôm nay bà V sẽ hướng dẫn mọi người những cái cách đó mà mình kiếm tiền trong game như thế nào ha. Thì bà V đầu tiên á là sẽ đi giúp đỡ những cái người mà cần mình giúp đỡ nè, rồi mình đi nhặt rác nè, mình đi giao pizza nè, hay là mình câu cá. Nên bây giờ bà V sẽ hướng dẫn tận tình mình đi lại từng chỗ từng người để mình giúp đỡ nè mọi người. Mọi người thấy cái bạn ở đây không? Xếp hạng độ nổi tiếng. Trời ơi, bà V thấy một cái bạn tên là Sofria được tới lượt tim là 105.500 người thích đá nói chung rất là nhiều luôn. Bà V thì xếp hạng 11.028 k lượt, rất là ít mọi người. Nhưng mà hiện tại bà V có tới 1.68.000 người ạ. 1.68k người tim thôi. Nói chung là cũng khá là ít, nên mấy bạn nào mà có chơi game Let's Together thì đừng quên là vào thả tim cho bà V nha. Ok là luôn. Còn bây giờ bà V sẽ hướng dẫn mọi người cái cách đầu tiên để mình kiếm tiền, đó là mình đi giao pizza. Đây thì mình sẽ đi giao pizza đó mọi người ơi. Đó mình sẽ lại gặp chị pizza đó. Đây là cái cửa hàng của chị pizza nha mọi người. Rồi mình ứng với cái dấu chấm hỏi nè: bận quá, đơn hàng pizza chất núi, bạn có muốn làm việc không? Ok là làm việc liền luôn chứ chị ơi. Trời ơi, em thích làm việc lắm chị ơi. Rồi ok nè, khi mà giao pizza thì mình sẽ nhận được 50.000. Nha mọi người, bây giờ bà V quyết định là sẽ lấy cái xe điện đụng của mình đi giao luôn cho nó chút. Đi bộ giao là bình thường rồi, bây giờ mình lấy xe điện mình đi giao luôn. Vẫn là mình vẫn đi giao cho một cái chú ở ngoài thiền đó mọi người. Đó, đây, một cái chú ở ngoài thiền đây nghe. Rồi chú ơi, chú đại công nghe. Trời ở ngoài đây có khá là nhiều bạn đang ngồi câu cá luôn á. Để bữa nào bà V thử đứng đây câu cá. Trời ơi, mém tí nữa là lòi họng lên rồi mọi người. Té lòi họng đó. Pizza tuyệt vời, cảm ơn bạn. Ok la luôn, bây giờ con sẽ đi giao người tiếp theo nha chú ơi. Bây giờ bà V sẽ đi giao ai đây? Đó, mình sẽ... Ủa cái gì vậy? Cái gì kẹt cái đây vậy? Đó, trời ơi, đi xe điện đụng này khó khăn ghê mọi người. Tại nó bự quá, nó có dướng chỗ này chỗ kia hoài hà. Bây giờ mình sẽ đi giao tiếp cho một người nữa. Ê, đừng đụng con, đừng đụng con, đừng đụng con. Cho xe này đi qua đi mọi người, rồi mình đi ngang qua. Rồi, qua luôn. Đó, bà V sẽ đi theo cái đường ở trong đây. Rồi, mình giao cho chị thông tin. Lại là chị thông tin, đó chị thông tin. Cái chị thông tin này, bạn nào mà mới chơi game là sẽ gặp chị nha. Rồi, mình giao nè. Rồi, tiếp theo mình sẽ giao cho một anh nữa. Rồi, biết rồi, bà V biết giao cho ai rồi đó. Giao cho cái anh ngoài quán cà phê. Quán cà phê ngoài bãi biển. Thì hôm bữa bà V có thử ra ngoài để mua một ly nước dừa để uống cho nó mát mẻ mùa hè đó mọi người. Đi ra biển vừa câu cá vừa uống nước dừa là quá là xá là yêu luôn. Ok luôn, bây giờ mình sẽ chạy đi. Chờ mình đi giao pizza mà sẽ điện đụng tao, nó xịn sò nồi canh gì đâu luôn đó. Rồi ok luôn, hôm nay rồi. Đây thì bà V nhắc mọi người cái này nữa, nếu mà mọi người muốn nhận phần thưởng á, của khi mà giao xong thì sẽ được 50.000, nhưng mà nếu bạn nào muốn nhận phần thưởng nhân 3 thì mình sẽ ấn vào bên phía bên góc này nhận 3x phần thưởng là mình sẽ xem quảng cáo mọi người. Mình xem quảng cáo mình sẽ nhận được 3x. Đó, vậy là nãy bà V có bấm vô câu quảng cáo nên bà V đã nhận được 150.000 rồi đó mọi người. Rồi tiếp theo mình sẽ đi giúp đỡ chú nhặt rác. Bây giờ bà V sẽ đi kiếm chú nhặt rác nha. Chú nhặt rác bình thường á là sẽ xuất hiện bên phía bên này. Đây là chú lao công của thị trấn của chúng ta. Đó, chú lao công cũng gần ngay pizza luôn mọi người. Đây chú vẫn chưa có nhiều rác lắm, hãy quay lại khi có thời gian. Vậy là bây giờ chú này đã dọn sạch sẽ rồi, nên mình không cần dọn đâu mọi người. Vậy thì bà V biết cách kiếm tiền tiếp theo là mình sẽ vào camping. Mình sẽ vào khu cắm trại để mình giúp đỡ những cái người trong khu cắm trại nha. Mình giữ được tiền luôn. Đó, đi. Rồi, vào khu camping, vào khu camping thì mình không có được đi xe điện đụng nữa, mình phải đi bộ tí xíu mọi người ơi. Rồi, bây giờ vào đây thì bà V sẽ đi gặp chú lính cứu hỏa. Đó, đây là chú lính cứu hỏa bên phía bên đây, bà V sẽ bơi qua nha mọi người. Bơi rất đều. Rồi, mình gặp chú lính cứu hỏa để xem chú cần giúp đỡ. Chú cần giúp đỡ kìa. Thật là một ngày tuyệt vời, thời tiết hoàn hảo, đi cắm trại. Rồi ok luôn, quanh đây có nhiều cành cây dễ cháy đúng giờ. Vậy là mình sẽ đi giúp chú nhặt những cái cành cây dễ cháy ở trong cái khu vực cắm trại này, thì mình sẽ nhận được là 50.000 luôn. Đó mọi người có thấy cái tiến sĩ không? Đây là tiến sĩ côn trùng học á mọi người. Tiến sĩ này á thì khi mà mình làm nhiệm vụ cho tiến sĩ thì mình cũng sẽ được tiền luôn. Ý, cành cây bên đây nè. Đó, mọi người nhặt giúp bà V nha. Mình sẽ nhặt được 10 cành cây là mình sẽ được nhận 50.000. Rồi giống như cái giao pizza là mọi người nhận được 50.000. Nếu mà mọi người muốn nhận gấp 3 phần thưởng thì cứ xem quảng cáo trong vòng 30 giây là được ha. Bạn nào mà thích cày tiền để mình mua nhà, mua ơ, mua cổ đó thì mình cứ ráng mình xem quảng cáo, mình ráng câu cá, mình
xung quanh nha mọi người. Có làm thì mới có ăn đó mọi người ơi. Đó. Rồi ok la luôn vô. Đó bà Vê đã nhặt được 6 cành cây rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình nhặt tiếp luôn. Mình nhặt tiếp, mình đi bộ, mình nhặt đi cho mọi người cho sức khỏe dồi dào. Rồi ở đây có rất là nhiều bạn câu ở trong camping này luôn mọi người. Trời đất ơi, đi nhặt cây mà tôi mệt quá, nó đi xa quá mọi người ơi. Đi mà chạy bộ nãy giờ chưa tới cái chỗ cành cây nữa. Mọi người có thấy những cái gì lấp lánh là cành cây đó. Buổi tối bà Vê sẽ dẫn mọi người, không biết giờ mình đợi tới buổi tối được không mà. Buổi tối dẫn mọi người đi bắt đom đóm. Trời ơi, bắt đom đóm cũng có tiền luôn nha các chị em ơi. Yên tâm luôn nha các chị em ơi. À, sắp được rồi. Bà Vê nhặt được cành cây thứ 9 nè. Cành cây cuối cùng là mình sẽ về đưa cho chú bảo vệ nha. Ủa không, chú lính cứu hỏa. Rồi, mình chạy đi nè. Rồi, ok lên luôn. Và mình sẽ bơi qua dọc sông này, là dọc sông. Dòng sông này hiện tại nó màu hồng là mọi người biết làm sao không? Tại vì trời đang buổi chiều mọi người, nên dòng sông màu hồng. Còn nếu mà trời buổi sáng thì dòng sông nó sẽ màu xanh dương. Rồi, mình đi giao cho chú này chú ơi. Dạ rồi, cảm ơn chú luôn. Đó, mình nhận thưởng 50 ngàn nha mọi người. Ok, tiếp luôn. Tiếp bà Vê sẽ đi giúp chú tiến sĩ Brabe có được không? À, tôi chưa thấy côn trùng nào hả? Thôi vậy chú không cần giúp đỡ, thôi vậy mình đi ra chỗ khác luôn. À, bà Vê biết cái cách này nữa. Mọi người thực hiện thử thách vẫn có tiền nha. Là mọi người sẽ kiếm một cái bạn mà gọi là người thách thức. Cái bạn mà áo đen á mọi người, đen từ trên xuống dưới luôn. Người thách thức không biết là vòng vòng đây có hay không. Để bà Vê đi kiếm thử. Hôm qua là bà Vê đi, bà Vê thấy. Nhưng mà hôm nay không biết là mình thấy hay không. Người thách thức này á, khi mà xuất hiện á mọi người thấy đây, bà Vê thấy gọi đây. Cái người thách thức này á là full set màu đen luôn nha. Mặc nguyên bộ màu đen luôn. Khi mà mình à, đó người thách đang thách mình nè. Gặp bạn ở khu cắm trại rồi, bạn có biết rằng có một ngôi đền trên đỉnh kia không? Ủa mình không. Wow. Ngôi đền, trời ơi đẹp quá vậy, nguyên một cái ngôi đền trên mây luôn mọi người ơi. Nếu bạn lên được ngôi đền trong thời hạn, tôi sẽ tặng bạn một phần thưởng. Yeah. Cái này căng nha, mà để thử xem sao mọi người. Quyết định chơi luôn mọi người, mặc dù bà Vê chưa chơi lần nào nhưng mà để mình thử xem như thế nào. Nếu mà nhảy được lên ngôi đền đó thì mình sẽ được nhận tới 100 ngàn luôn. Mà nhận được gấp 3 nữa là tới 300 ngàn luôn á. Bây giờ mình... Ê, mình nhảy theo bạn này nè. Đó, bạn này nhảy với mình nhảy theo. Ê, cái gì vậy? Cái gì mà tôi bay dữ thần chi bé vậy trời. Rồi lên. Rồi tiếp lên. Mình đi theo bạn này có vẻ vui đó mọi người. Đây. Tiếp. Bà Vê nhảy lên tiếp nè. Đó. Cái này căng. Ủa? À, bên đây. Trời ơi, cái khúc này là nhìn kìa. Á, đừng. Hết hồn em, tí nữa là ngã rồi mọi người ơi. Mày sợ quá à. Trời ơi, chơi này căng thẳng luôn mọi người. Bạn nào mà leo được lên ngôi đền đó thì comment phía dưới cho tôi biết nha. Ôi là trời, tôi mới vừa nói xong cái tôi bị rớt cái bẹt xuống luôn rồi. Bây giờ phải leo lại, thật là cực khổ quá đi. Thời gian là chỉ có 5 phút thôi mà phải leo lên ngôi đền đó hả? Ôi là trời, khó lắm nha. Cái gì vậy? Lắc máy quá mọi người ơi. Rồi lên nè. Lên nè. Tiếp nè. Lên nè. Dạ tiếp. Mình phải lên theo từng cấp bậc á. Mọi người nếu mà hả cảm thấy mà hồi hộp như tôi á thì comment bên dưới nha, chứ tôi sợ quá trời luôn nè. Rồi tiếp. Trời ơi, cái này mà mỗi lần mà rớt xuống là ta nói là nó hú hồn chim én liền luôn. Mọi người thấy gì chưa? Lên. À, bây giờ mình phải đi qua đây. Ôi trời ơi, khó quá à. Tốt quá mọi người ơi. Tại vì lần đầu bà Vê mới chơi chưa có kinh nghiệm á. Thôi để tôi cố gắng. Cái đợt nào mà tôi tập luyện chơi được nhiều mà rành rồi đó thì bà Vê quyết định sẽ quay riêng một clip chơi cái trò này cho mọi người xem. Chứ giờ tôi không chịu nổi. Tôi thua rồi mọi người. Đó, để phải có thời gian để đi chỉ cho mọi người những cái cách mà kiếm tiền nữa phải không? Rồi bây giờ bà Vê sẽ đi ra khỏi camping để xem chú cảnh sát với lại chú tái chế có cần mình giúp đỡ không ha. Rồi vô nè, vẫn là buổi tối nha mọi người ơi. À, buổi tối là mọi người biết là trong cái ngôi nhà này nè, virus thay ma là sẽ có một cái trò chơi là mình sẽ biến thành zombie rồi mình đi kiếm người để mình với cho mọi người lên. Nếu mà bữa nào bạn nào mà thích bà Vê vào thử cái ngôi nhà bên đây thì comment phía dưới bà Vê sẽ vào nha. Hôm nay là mình đi vòng vòng á trong khu này thôi. Rồi bây giờ bà Vê sẽ đi kiếm chú cảnh sát. Chú cảnh sát đâu rồi chú ơi? Chú cảnh sát đâu rồi? Hiu hiu. Rồi đây. Bà Vê sẽ kiếm chú cảnh sát hoặc là chú tái chế gì đó.
Đây là tiếp viên du lịch hàng không nè mọi người. Để bữa nào mình đi du lịch cho mọi người coi. Chú tái chế đâu vậy? Chú tái chế ơi, chú tái chế ơi, chú cần con giúp đỡ không chú ơi? Ủa cái gì visa đang đâu á chị? Dạ không phải chú ơi, con không có giao visa. Con hỏi chú rảnh không, con đi nhặt rác giùm. Chú không rảnh mọi người ơi. Chú nói chú là dọn dẹp sạch sẽ lắm rồi nên mình khỏi cần nhặt đó mọi người. Rồi bây giờ cách kiếm tiền mà được nhiều nhất đó là mọi người phải đi câu cá giúp bà V. Thì muốn đi câu cá mà cày tiền á thì mình sẽ về ngôi nhà thân yêu của mình và đi ra ngoài hôm để mình cày. Đây bây giờ bà V sẽ vào nhà nè. Xong bà V sẽ kiếm cái chỗ mình câu cá. Mọi người đi kiếm cái chỗ hôm. Bây giờ bà V đi kiếm cái chỗ hôm coi. Gần nhà bà V đây là giống như cái bờ kè nha mọi người. Xung quanh đây là bờ kè. Ô cái hôm đó. Ê, hình như bên cái hôm bên đây. Thôi đi xe cho lẹ đi, nãy giờ đi bộ hoài mệt quá à. Đi bộ hoài mệt dễ sợ luôn á. Trời xung quanh bà V là rất là nhiều nhà đã xây sửa rất là xịn sò luôn. Bà V xả quyết tâm để kiếm được ngôi nhà bự nhất trong game. Đó là ngôi nhà 54.000 mọi người nhớ đợi bà V nha. Đây mọi người thấy cái chữ hometown không? Hometown đó mọi người lại cái chỗ này nè. Xong cái mọi người nhảy xuống cái bèo để câu cá. Tại vì câu cá ở đây là mọi người sử dụng giúp bà V là cần câu cành cây thôi. Cần câu nhánh cây thì mỗi lần sửa chỉ tốn có 100.000 thôi. Nhưng mà mình sẽ câu được những con cá mà nhiều tiền hơn. Đó là mình lời thì mình bán cá ra là mình có tiền nè. Ok lên luôn. Bây giờ bà V, trời ơi đông thấy chưa. Đông quá trời luôn. Bạn nào mà thích câu cá là hay ra đây câu để kiếm tiền lắm luôn mọi người. Rồi vô. Bắt đầu bà V sẽ nhảy xuống này để câu cá nha. Đây bây giờ bà V sẽ lấy cần câu ra. Cần câu thì bà V chỉ cần cần câu nhánh cây thôi. Cái cần câu này là cần câu đơn giản và dễ tìm mua nhất trong game và rẻ nhất luôn. Thì mình sẽ lấy ra mình gì. À hello, đây là một bạn fan của bà V nghe. Bạn đó đã tới giờ, hello em. Rồi bây giờ bà V sẽ kiếm cả. À mọi người thấy con cá này không, khá là nhỏ nên mình sẽ không câu. Mình kiếm con cá nào mà bự thì nó sẽ có tiền nhiều hơn nha mọi người. Rồi đây bà V sẽ canh cá to. Ok là, ủa là cá nhỏ nữa hả? Hồi nãy giờ là hộp hai con cá luôn rồi mà toàn cá nhỏ thôi, bà V không có lấy. Nhưng mình sẽ canh. Trời buổi tối thì sẽ khó thấy cá hơn là buổi sáng mọi người. Đây tự nhiên mình zoom ra cái con vịt nó bự dữ thần chi mi. Cá nhỏ nó rồi, thôi mình thử con cá nhỏ coi là con gì. Đó. Ui hụt rồi. À bà V chỉ mọi người cái cách là, một là mọi người sẽ nhìn vào cái con cá. Khi mà mọi người câu là khi nhìn vào con cá mà con cá cắn cầu mọi người sẽ ứng liên tục luôn. Còn thứ hai là mọi người sẽ nhìn ở phía trên đầu của mình á. Đó, trên đầu của mình khi nào mà cá cắn câu thì trên đầu mình sẽ xuất hiện một cái dấu chấm than màu trắng trắng bự bự. Đã mình nhìn cái nào cũng được mà bà V bình thường là bà V sẽ nhìn ngay dấu chấm than để mình dễ phản xạ hơn á mọi người. Mình nhìn con cá mình bị hồi hộp lắm. Mình nhìn dấu chấm than cho chắc ăn. Nhìn đi cái chấm than trên đầu nha. Đó, mình bắt liền luôn. Ủa, được một bé cá chim tinh. Có 15.000 hả? Bán được 15.000 thấy lỗ 85.000 rồi đó. Thôi câu lại nha. Câu lại kiếm cá bự nào. Kiếm cá bự đây chị em ơi. Dơ chị em ơi. Tiếp thôi. Đây là một bạn cá khá là bình thường. Bạn cá, cái bóng cá này là bóng cá là nhỏ đó mọi người. Nói chung là vừa chứ không phải là nhỏ lắm. Bà V thử câu coi là cá gì luôn he. Đó, dấu chấm than xuất hiện. Mình kéo lên. Cá cơm. Ôi là trời, cá cơm. Tôi đâu có ăn cơm đâu mà cá cơm. Trời thôi, kiếm cá bự bự xíu cho mấy bạn coi nè. Trời đất ơi, nãy giờ canh me hoài mà dạo này là tự nhiên cái buổi tối cá nó nhỏ lại đi hơn trông thấy luôn mọi người. Giờ mình lại mình canh tiếp nè. Mỗi lần câu cá là đó, bự đó, bự đó, bự 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 bự. Canh dấu chấm than nha mọi người, đừng nhịn cá thì ghê lắm. Nhịn cá cái bị hú hồn chim én mọi người. Trời ơi, sao nhấc về tôi sợ quá à. Đó, chấm than lên. Kéo. Trời ơi em ơi. Tự nhiên cái dính cá bự, cái tự nhiên cái đứt dây câu luôn trời. Ok la luôn mọi người ơi. Thì hôm nay bà V đã hướng dẫn mọi người những cái cách mà mình kiếm tiền trong game Let's Together rồi. Thì những cái cách như là mình giúp đỡ những người trong thị trấn nè, giúp đỡ chú tái chế nhặt rác nè, đi giao bánh pizza nè. Rồi mình giúp đỡ chú cứu hỏa để nhặt những cành cây, rồi mình bắt đơm đớm, rồi mình làm kẻ thách thức. Nói chung là rất là nhiều cách kiếm tiền luôn. Đặc biệt cách kiếm tiền nhiều nhất đó là mọi người sẽ câu cá. Mọi người nhớ là canh cho bà V những cái bóng cá mà bự bự bự. Tại vì những bóng cá đó là rất là nhiều tiền luôn nha mọi người ơi. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Hẹn mọi người cái clip tiếp theo. Bà V sẽ làm về một cái chủ đề nào đó mà được nhiều bạn yêu cầu. Nên mọi người thấy cái chủ đề nào hay thì cứ comment phía dưới cho bà V biết nha. Bà V sẽ lựa ra và thực hiện cho mọi người xem. Còn bây giờ thì bye bye.